Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên đề Biển Xanh quê hương của Đại Trường Hồ Đại Vinh. Thưa quý vị và các bạn, dùng biển Trà Vinh với nắng và gió trở thành nguồn năng lượng tái tạo sản xuất điện. Biển Trà Vinh có sản lượng hải sản phong phú và đa dạng đã làm nên nét văn hóa ẩm thực độc đáo. Và khi đã đặt chân đến nơi đây mà không một lần thử qua những món ngon đặc sản xứ biển Trà Vinh sẽ là điều hối tiếc cho du khách gần xa. Đến Trà Vinh, du khách nên đến Cù Lao Long Quà dùng đất cuối nguồn sông Bê Công, nơi dòng nước ngọt phù sa qua vào biển cả. Cù Lao Long Quà có tên gọi chung có hai xã, Hòa Minh và Long Quà. Cù Lao Hòa Minh nằm ở thượng nguồn, còn Cù Lao Long Quà nằm ở hạ nguồn, nằm giữa sông Cổ Chiên, nhánh chính của sông Tiền. Qua đoạn ngang khoảng 15 phút với hai xã đảo này. Với lợi thế đất Cù Lao được bao bọc bốn bề là sông nước, thì nơi đây có nguồn lợi hải sản tôm cá dồi dào. Khi nói đến nguồn lợi thủy hải sản của cụ lao Long Quà, thì phải nghĩ ngay đến con cá đối đã từng ngày sinh so nảy nở. Những năm gần đây, thì con cá đối góp phần đem lại thu nhập kinh tế cao cho bà con vùng quê này. Cá đối còn có một tên khác là cá đối. Là loài cá có giải, thân cá đối thuôn dài, màu trắng bạc. Nguồn thức ăn chính cho cá đối là rong dạng tảo và tạo các mịn các mảnh vụn của trầm tích đáy. Thường cá đối đánh bắt được có kích cỡ trung bình trọng lượng 200 đến 400 g một con. Tuy nhỏ nhưng thịt cá đối khá ngon, béo và ngọt, dễ ăn và chế biến được nhiều món. Do vị thịt thơm ngon không tanh lại ngọt nên cá đối tươi sống mới đến bắt xong có thể làm nhiều món như kho, chiên hoặc nấu cháo. Nhưng món cá đối nấu canh chua dùng làm món chính trong bữa cơm hàng ngày của người dân dùng quê này vì là món dễ nấu và có thể nấu với bất kỳ loại rau dường tự kiếm nào cũng ngon ngoài ra con cá đói còn phải kể đến món cá đói nướng trui chúng ta phải chọn những con cá còn tươi ngon vừa mới được đánh bắt lên trong những buổi chiều trong cái lành lạnh của gió biển ở đất cù lao chế biến cá đói bằng cách nướng là cách thích hợp nhất không những không mất nhiều thời gian mà hương vị lại thơm ngon món này tương đối dễ làm, chỉ cần rửa sạch cá để ráo, không cần đánh giấy, và nhóm lửa có than là bắt dĩ lên nướng. Trong quá trình nướng, chúng ta nhớ trở thật đều tay để cá đối được chín dàn đều mà không bị cháy. Món này dùng với mắm tép hay chấm với muối ức chanh thì thịt cá lại mềm tan đầu lưỡi, làm người ta phải quyến luyến không rời. Từng thớ thịt cá màu trắng tinh, vị ngọt cùng với hương thơm thoang thoảng khi được nướng chín, đem lại một món ăn ngon và thật tròn vị cho người thưởng thức dùng biển trà Vinh tươi đẹp với nguồn hải sản cực kỳ phong phú và đa dạng Hằng ngày có rất nhiều ngư dân đánh bắt được những loại hải sản tươi ngon vì vậy người dân nơi đây luôn làm thành những món ngon khác nhau trong đó phải kể đến con ba khía nổi tiếng ở ấp cây sòi xã ngũ lạc huyện dương hải tỉnh trà Vinh con ba khía là loài giáp xác đặc trưng của miền tây có 8 chân, hai càng, toàn thân có lông, hình dáng và kích cỡ giống như con cua đồng. Đặc biệt loài này sống nhiều nhất ở các vùng bãi bùn, nước mặn nước lợ của các tỉnh miền Tây, phát triển mạnh ở gian sông rạch, nhất là dưới chân trường ngập mặn. Ba khía có hai loại là gạch son và gạch tro. Loài này có nhiều ở vùng Nam Bộ của nước ta. Tên gọi của nó bắt nguồn từ ba dấu gạch ở trên lưng, do có ba dấu gạch ở trên lưng nên người ta mới gọi nó là con ba khía. Cách bắt ba khía thì không khó, mà cũng không dễ. Đòi hỏi phải có kinh nghiệm và khéo léo, vì con ba khía chỉ ra ngoài nhiều nhất là lúc trời sụp tối. Tháng 10 là mùa ba khía hội, phải vào những ngày mưa, thịt ba khía mới chắc và ngọt. Vào thời điểm này, ba khía bu đen đặt gốc cây trong rừng ngập mặn. Người đi bắt ba khía mang theo bao tay, đèn, chèo xuồng luồn lách trong các bương xẻo, tìm bắt nơi các gốc đước khi chúng rời hang kiếm ăn hoặc thò tay vào hang, thậm chí câu hoặc dùng bẫy bắt ba khía. Ba khía có thể nấu thành rất nhiều món ăn, nhưng món mắm ba khía nổi tiếng nhất vì từ lâu là món ăn dân giả đạm bạc có mặt thường xuyên trong các bữa ăn của người dân miền Tây. Người ta chọn những con có cặp càng to đem rang, riêng mặn hoặc chiên bột ăn với cơm. Cầu kỳ hơn, người ta còn biến ba khía thành món nhậu hấp dẫn như răng me, hấp bia, trọng gỏi. Trước tiên, rửa ba khía thật sạch đất bùn, sau đó bóc yếm và bẻ đôi làm hai nửa, tách cả càng gọng. Tất cả sau khi làm sạch để ráo nước, bắt chảo dầu, dầu lên bếp, phi tỏi thật thơm rồi cho ba khía vào xào sơ. Khi mùi thơm của ba khía bốc lên, cho ngày nước sách me đã chuẩn bị sẵn vào, Nêm nếm vừa ăn chua ngọt là cái món bà khía răng mè ngon trí tuyệt. Nói đến bà khía, phải nói đến món mắm bà khía. Món bà khía trộn tỏi ớt, chanh chua, bột ngọt, tạo ra vị đặc trưng riêng, khó món ăn nào sánh được. Ăn với cơm nguội, bằng sóng hái ở gian sông càng ngon. Những lúc đi rẫy, ra đồng hay vào rừng, quẩy theo thớ cơm với món bà khía là đủ cho cả ngày giấc giả. Bà khía muối chính là món ăn mà hầu như không một người dân nào ở miền sông nước không biết đến. Đặc biệt, đây còn được xem là món khoái khẩu. Mắm ba khía sau khi chế biến ăn với cơm, bún đều rất thơm ngon. Ngoài ra, ba khía còn được chế biến bằng cách nấu canh chua cơm mẻ, với bắp chuối, ăn cùng với muối ớt. Món canh tuy đơn giản nhưng lại mang nhiều giá trị. Thưởng thức bát canh ba khía sau ngày làm việc căng thẳng. Chắc chắn mọi mệt mỏi chất giả cũng tan biến hết. Ngoài con ba khía, thì dùng biển Duyên Hải Trà Vinh còn có con lịch cũng làm nên danh tiếng dùng đất nhiều nắng và gió này. Bao đời qua, dòng sông quê ở ấp đình cũ xã Long Khánh, quỷ Duyên Hải, ngày đêm vẫn đông đầy con nước, xuôi theo dòng chảy từ trong bao lớp phù sa ấy, mang theo các cuồng lợi sản vật dồi dào, làm cho dùng đất này càng thêm trù phú. Và nhắc tới sản vật dùng đất ngập mặn này, thì phải kể đến con lịch lịch là cùng họ và gần giống với lương. Đều là loài cá thuộc loài lưỡng tính không có dãy, có thể hô hấp bằng mang và lớp biểu bì. Môi trường sống ở tầng đáy, các dùng nước lợ, nước mặn và cả dùng nước ngọt ngập nước, rạch, đìa đồng ruộng, ao hồ, cửa sông gần biển, đầm lây. Hoạt động vào ban đêm, ban ngày ở trong hang. Ở vùng đất ngập mặn này, từ xa xưa, lịch được rất nhiều người ưa thích là món ăn không thể thiếu trong các dịp tiệc tùng hay bữa cơm gia đình tuy nhiên để bắt được con lịch không hề dễ vì gia chúng rất trơn đòi hỏi người bắt phải có kỹ năng riêng săn lịch trong đầm dung tôm là công việc được nhiều nông dân ở đình cũ làm khi rảnh rỗi và cũng là công việc chính của nhiều người để kiếm thu nhập cho cuộc sống có nhiều cách để bắt lịch người dân thường đi dọc những con kênh và lội trong những dung tôm để tìm những hang lịch rồi dùng tay hoặc cùng éo bằng sắt có ngạnh để thụt vào hang móc lịch lên đa phần người dân xứ này chủ yếu dùng tay để bắt lịch theo cách truyền thống người đi bắt phải dùng hai tay mò kiếm hang lịch khi gặp hang thì mò vào trong bùn nhanh mạnh và thật dứt khoát khi đụng con lịch thì nắm thật chặt và rút ra để giữ con lịch lại khi đi bắt quen tay chỉ cần đưa tay xuống bụng nghe cái sột là dính lịch theo kinh nghiệm của người dân dùng gặp mạng này, thì con lịch to xác không ngon bằng các con nhỏ. Vì loại này con nhỏ khi ăn thịt mềm và xương mềm có thể nhai luôn. Nếu gặp được những con đang có trứng thì hương vị sẽ càng hấp dẫn. Đối với con vật này thì chúng ta có thể làm nhiều món. Ngày xưa lịch nhiều vô kể, ăn không hết nên người ta làm khô. Khô lịch cũng là một nghệ thuật ẩm thực bình dân. Món ăn tươi thì thông thường có thể xào xả ớt, xào lăng. Đối với món này, trước tiên rửa lịch thật sạch đất bùn và bớt nhớt, sau đó cắt lịch thành từ khúc nhỏ. Tất cả sau khi làm sạch để ráo nước, bắt chảo dầu lên bếp, phi tỏi xả ớt thật thơm, rồi cho lịch đã ướp sẵn gia vị vào xào sơ cho săn. Khi mùi thơm của lịch bốc lên, cho ngay nước vào, nêm nếm vừa ăn, cay ngọt, là cái món lịch xào lăng xả ớt, ngon tuyệt vời. Ngoài ra, con lịch còn được chế biến bằng cách nấu canh chua bằng với bắp chuối, ăn cùng với muối ớt là món ăn khó quên trong lòng bao người con xứ biển. Món canh tuy đơn giản nhưng lại mang nhiều giá trị. Thưởng thức bát canh chua lịch sau ngày làm việc căng thẳng, chắc chắn mọi mệt mỏi giấc giả cũng tan biến hết. Món này được chế biến rất đơn giản nhưng không kém phần đặc biệt. Với cách ăn này, thịt của lịch rất ngọt, thơm do quà với bắp chuối hơi cay của ớt xả và chút chua thanh của bằng ổi. Lịch ăn cùng với muối ớt sẽ là một món ăn không thể quên đối với bao người. Có thể nói rằng miền biển Trà Vinh là thiên đường ẩm thực món ăn được chế biến từ các loại hải sản đặc trưng của xứ trà. Ngoài cá đối, ba khía, lịch thì còn vô số loại hải sản khác như tôm, cua, nghiêu sò. Mỗi loại có một vị đặc trưng riêng cũng góp phần làm nên danh tiếng của vùng biển Trà Vinh. Nếu ai một lần đến Trà Vinh, có dịp phải thử qua các món ngon để cảm nhận hương vị miền biển nơi đây qua cùng tình cảm trang quà của người Trà Vinh. Chuyên đề Biển Xanh quê hương kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm án chào tạm biệt và hẹn gặp lại.